Chương 30 Xuất phát, ngư nhân đảo Cầu lai like. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Akanu không kịp phản ứng, cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài Nhìn lên trước mặt mở ra cánh, toàn thân bao phủ hắc vỏ quái vật, Eno, Genos đều là mắt trợn tròn Mắt Tataru Eno chấn kinh nhìn trước mắt quái vật Còn có, cổ này lực chấn nhiếp đến cùng là chuyện gì xảy ra, hắn biết mát Tataru có thể vận dụng bụi gai năng lực. Nhưng là, nhưng lại không biết, có thể biến thành như vậy quái vật. Trong nháy mắt, hóa thân thành ác ma mát Tataru, có biến thành người bộ dáng, mang theo ý cười nhìn phía xa đi tới thân ảnh. Thật đúng là đau nhất. Noel từ trong khói đen đi ra, lúc này vô cùng chật vật, hai vai máu thịt bè bé bét. Vừa vặn Kiyaru quan thúc kia trực tiếp xuyên thủng bờ vai của hắn, nếu như không phải có siêu tốc tái sinh đoán chừng cánh tay trái liền phế đi thuyền trưởng nhìn xem đi tới noel enno ghe nốt hai người trên mặt cũng là lộ ra ý cười xoa xoa trên bờ vai máu tươi noel cười nhìn phía xa đứng lên akainu còn có kiyaru thương thế khôi phục rồi kiyaru khiếp sợ nhìn xem noel bả vai mặc dù có máu tươi nhưng là vết thương lại khép lại vừa vặn hắn có thể khẳng định chùm sáng là bắn trúng Noel bả vai. Akainu lau mặt một cái bên trên máu tươi, sắc mặt dữ tận nhìn xem Noel bọn người, nhưng là, nhưng trong lòng phi thường chấn kinh. Dù là gặp qua Noel kia kinh khủng sức khôi phục, hiện tại lần nữa nhìn thấy, còn có cảm giác đến dọa người. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Khi Yaru sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, hắn không nghĩ tới, Noel còn có năng lực như vậy. Mà xa xa lo, nhìn xem noel không có việc gì cũng là thở dài một hơi thật đúng là kinh người ray lai khiếp sợ nhìn xem trên trận mấy người hắn vừa vặn đến nhưng là lại bị noel đám người thực lực cùng khiếp sợ đến tiểu ca nói cho nhà ngươi thuyền trưởng độ màng đã tốt nhìn xem akanu kiyaru hai người bộ dáng chật vật ray lai không khỏi ít sô nghe được ray lai lo nhẹ gật đầu sau đó hướng phía giữa sân lao đi Nhìn xem lo bóng lưng, Saki cười nhìn xem trong sân Noel mấy người, ngày mai, toàn bộ biến cả đều muốn sôi trào. Nghe được Saki, Ray Lai nhàn nhạt ít xô, không sai, biến cả muốn sôi trào, tin tức này truyền đi, hắn có thể nghĩ đến các thế lực lớn rung động. Rất nhanh, lo liền đến đến Noel bên cạnh, hết lên kizaru hai người, sau đó nói khẽ, thuyền trưởng, độ màn đã tốt. Nghe được lo, Noel gật đầu, mà Genos thì một phát bắt được lo, hai chân phun ra một đạo hỏa quang, hướng phía nơi xa lao đi. Nhìn xem ghe nốt động tác, Akanu biến sắc, lập tức, liền thấy Noel mấy người cũng trực tiếp lách mình rời đi. Vừa mới nghĩ đuổi theo, liền nghe đến Kiyaru kia bất đắc dĩ thanh âm kia tha cho ta đi, bằng vào chúng ta hai cái, căn bản là lưu không được bọn hắn. Akanu thân thể dừng lại, nhìn xem Kiyaru trên người máu tươi, nắm đấm nắm chặt cùng một chỗ. Dù là hắn không muốn thừa nhận, nhưng là cũng biết Kizaru nói là hiện thực, chỉ có hai người bọn họ, căn bản cũng không phải là Noel băng hải tặc đối thủ. Mà lại, Akainu lạnh lùng nhìn về phía Ray Lai phương hướng, Minh Vương. Ray Lai Vừa vặn người kia, nếu như không sai, hẳn là Ray Lai đây cũng là hắn không đuổi kịp nguyên nhân một trong. Nhìn xem trên người máu tươi, còn có kia vết thương, Akainu răng cắn chặt cùng một chỗ, trong đầu hiện ra Noel bộ dáng. Hắn hiện tại đột nhiên có chút hối hận, sớm biết liền Liều Lĩnh cũng muốn lưu lại Noel, bởi vì uy hiếp quá lớn. Ở độ tuổi này, liền có thực lực như vậy, dù là lúc trước Tứ hoàng cũng không có khủng bố như vậy. Không chỉ thực lực của mình, bộ hạ thực lực cũng rất khủng bố, không có một cái nào là kẻ yếu, một bên khác, Noel nhưng không biết Akainu nghĩ nhiều như vậy, coi như biết cũng sẽ không để ý. Chỉ dựa vào Kizaru, Akainu hai người muốn giữ lại bọn hắn căn bản chính là si tâm vọng tưởng, trừ phi lại thêm một cái đại tướng. Nếu như không phải sợ chậm thì sinh biến, sợ hải quân còn có cường giả đến, vừa vặn hắn cùng Akainu hai người cùng chết. Đây chính là độ màng A, thật đúng là mới lạ, lo kinh ngạc nhìn trên thuyền kia trong suốt, giống như thạch bong bóng. Trên thuyền giác lên một tầng bong bóng, mảnh này biến cả thật đúng là không thiếu cái lạ. Xuất phát, tiến về ngư nhân đảo. Noel sát trên người huyết kế, nhìn một chút Enno mấy người, sau đó mở miệng cười. Beppo thận trọng tại giúp Enno xử lý vết thương. Đáng chết hải quân đại tướng, lần tiếp theo, sớm muộn muốn làm thịt kia Kiyaru đại tướng Enno đau cắn răng, hai mắt hiện lên một vòng sát ý. Một bên mát ghi Tataru không nói gì, nhưng là hai mắt cũng là hiện lên một vòng hàng quang, trong đầu hiện ra Akainu thân ảnh. So sánh Kiyaru, hắn càng thêm nghĩ muốn giết Akainu, dù sao, tên kia thế nhưng là đã thương thuyền trưởng. Bởi vì hệ thống nguyên nhân, tại trí nhớ của hắn bên trong, Noel địa vị, thế nhưng là tương đương với trong nguyên tác Zeref, cao hơn hết thảy, bao quát tính mạng của hắn. Nhìn xem Enno, còn có mắt Tataru, lo trên mặt lộ ra vẻ khổ sở, lần này, hắn hoàn toàn không có cơ hội xuất thủ, hoặc là nói không có năng lực. Mạnh lên, nhất định phải nhanh lên mạnh lên, không phải vậy đợi tại trên chiếc thuyền này ý nghĩa đều không có không chỉ là lo nghĩ như vậy những người khác trong lòng đều nghĩ đến mạnh lên lần này hai cái đại tướng liền có bọn hắn chật vật như vậy vậy lần sau đâu nhìn xem ánh mắt của mấy người noel trên mặt lộ ra ý cười có áp lực nhìn thấy thiếu sót của mình là chuyện tốt trước mắt bọn hắn thiếu nhất chính là thời gian mạnh lên chỉ là vấn đề thời gian ps cầu lai hoa tươi ở chỗ này nói một chút, tác giả sửa đổi một chút sớm thất vũ hại xuất hiện. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 31 Hải quân âm mưu, cầu lai. Like. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Hải quân bản bộ, nhìn xem Kiyaru, Akanu dáng vẻ chật vật, hải quân sĩ quan đều cảm giác được chấn kinh. Mà phòng họp bên trong, Sengúc lúc này sắc mặt cũng là phi thường ngưng trọng, mắt chỉ riêng chăm chú nhìn chầm chầm Kizaru hai người. Có thể tiến vào phòng họp, đều là trung tướng cấp bậc, hải quân mạnh nhất chiến lực đều đủ tập hợp một chỗ. Hai vị đại tướng xuất động, nhưng lại bị không có bắt giữ Noel bọn người, phản mà bị thương, tin tức này ở đây tất cả mọi người tin tường, nhưng là nhưng không biết nội tình. Nói một chút đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sen thở một hơi thật dài, sau đó trầm giọng mở miệng. Trước đó điện thoại trùng chỉ là đơn giản giao lưu, cũng không có nói rõ, hắn cũng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Biết Akainu, Kiyaru hai người thất bại, nhưng là, nhìn thấy bọn hắn bị thương, vẫn là để Sengoku cảm giác được trung động. Vừa mới nói xong, những người khác nhau nhau hướng phía Kiyaru, Akainu hai người nhìn lại, bọn hắn đều muốn biết xảy ra chuyện gì. Lập tức, Akainu, Kiyaru hai người liền đem sự tình nói một lần. Hai giờ qua đi phòng họp lâm vào một mảnh yên lặng, ở đây trung tướng đều mắt trợn tròn, mà Sen -guk lại nắm chặt nắm đấm. Có thể so với Kaido sức khôi phục. Onigumo cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Mấu chốt nhất là, bọn hắn thành trưởng quá nhanh, hơn nữa còn đang không ngừng mạnh lên, Momonga sắc mặt nghiêm túc mở miệng. Một cái tiếp theo một cái, dạng này quái vật, đến cùng là từ đâu xuất hiện. Yamaki nghi ngờ mở miệng toàn bộ phòng họp nghị luận âm ỉ, bản bộ trung tướng đều nhao nhao mở miệng. Noel tiểu quỷ kia. Một bên gáp khóe miệng không ngừng tại run rẩy. Bruce, Bruce. Ngay lúc này, điện thoại trùng thanh âm đột nhiên vang lên. Nhìn xem mặt bàn điện thoại trùng, Sen phun ra một ngụm trọc khí, biết vấn trách muốn tới, bất quá vẫn là kết nối. Sen ngươi quá để chúng ta thất vọng. Xuất động hai vị đại tướng, thế mà không thể lưu lại mấy cái người mới. Điện thoại trùng truyền đến thanh âm, còn có kia trách móc nặng nề âm thanh, để mọi người tại đây lông mày đều là nhíu một cái, bất quá cũng biết một đầu khác chính là ai, đều không người nào dám nhiều lời. Minh Bạch Mười phút sau, Sen Cúc sắc mặt biến thành màu đen cúp điện thoại trùng, ánh mắt nhìn về phía mọi người ở đây. Vừa vặn Gorosi, các ngươi đều nghe được. Không có người nói chuyện, Gorosi ý tứ rất đơn giản, thiên long nhân phẫn nộ, nói hải quân vô năng. Xuất động hai vị hải quân đại tướng, thế mà không đối phó được chỉ là mấy cái người mới, để bọn hắn cần phải gạt bỏ Noel băng hải tặc đám người. Gorosi mệnh lệnh, Sen cảm giác được đau đầu. Noel bọn người căn bản cũng không phải là quả hồng mềm, tùy tiện liền để bọn hắn nắm. Đề cao treo thưởng đi. Sen gãi gãi đầu, sau đó đắng chắc nhìn xem đám người hắn thực sự không nghĩ tới những biện pháp khác, chỉ có thể đề cao treo thưởng. Ngày kế tiếp, toàn bộ biến cả đều lâm vào sôi trào bên trong, hải tặc treo hò, thiên long nhân bị giết, hải quân hai vị đại tướng xuất động, lại bại trận, tin tức này truyền khắp toàn bộ biến cả. Noel băng hải tặc vang vọng toàn bộ biến cả, hải quân danh vọng té ngã thấp điểm. Sa bao quần đảo số 13 địa khu, nửa cái hòn đảo bị đánh chìm, càng là khiến người ta cảm thấy rung động so sánh Water 7, xa bao quần đảo lần này đại chiến, càng khiến người ta cảm thấy chấn kinh. Resoso vương quốc, Dofilimo sắc mặt biến thành màu đen, nhưng là hai mắt lại tràn đầy kiên kỵ. Vốn cho rằng lần này Akainu, Kiyaru hai người xuất động, có thể giải quyết Noel bọn người, không nghĩ tới, thế mà bại trận, cái này vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Có thể đối kháng hai vị hải quân đại tướng, toàn bộ biến cả, ngoại trừ tứ hoàng, đoán chừng không có thế lực khác, mấu chốt nhất là, lo vẫn là Noel băng hải tặc một thành viên trong đó. Một khi Noel bước vào tân thế giới, đến lúc đó, tuyệt đối sẽ tìm tới cửa, nghĩ tới đây, Doflimo cũng cảm giác được không tốt. Tân thế giới nơi nào đó, băng hải tặc trâu trắng, Marco cười nhìn lấy tờ báo trong tay, ngũ hoàng, thật đúng là kinh người đâu. Báo chí phi thường khoa trương, nói, Noel băng hải tặc một khi bước vào tân thế giới, lấy thực lực của bọn hắn, đoán chừng sẽ trở thành một cái khác hoàng giả. Những người khác không nói gì, nhưng là trong lòng đều phi thường chấn kinh, ánh mắt đều nhìn về râu trắng. Báo chí nói đến có chút khoa trương, nhưng là, có một chút lại là chân thật, một khi Noel bọn người bước vào tân thế giới, đến lúc đó đoán chừng liền náo nhiệt. Bởi vì từ trước mắt biểu hiện đến xem, Noel bọn người làm sao đều không phải là an phận người. Xem ra, đây là sen gúc thủ đoạn râu trắng buông xuống tờ báo trong tay sau đó cười to ngũ hoàng đối với trên báo chí đưa tin râu trắng không cho đưa không hắn có thể nhìn thấy hải quân dụng tâm cố ý khuếch đại sau đó nghĩ khiến người khác đối phó noel băng hải tặc người không tệ đây chính là hải quân thương nghị kết quả nâng lên noel băng hải tặc địa vị để bọn hắn trở thành các thế lực lớn cái đinh trong mắt lão cha hiện tại người mới thật đúng là kinh khủng ngươi nhìn có cái người mới còn nói muốn chặt xuống đầu lâu của ngươi, Marco lắc đầu, sau đó lấy ra mặt khác một tờ báo. Nghe được Marco, bông thuyền tất cả mọi người là sững sờ, liếc nhau một cái, sau đó đều là cười to. Hiện tại người mới thật đúng là cùng vọng, đến cùng là ai? Thác hiếu kỳ đi tới, ông Marco cổ, ánh mắt rơi tại tờ báo trong tay của hắn. Tiểu quỷ này thật không đơn giản, hệ Logia, quả Mera Mera no mi năng lực giả, Marco mở miệng cười, hắn hiện tại cảm giác có chút kỳ quái. Gần nhất đến cùng là chuyện gì xảy ra, làm sao, từng cái quái vật người mới đều xuất hiện, trước có Noel băng hải tặc, hiện tại lại xuất hiện một cái băng hải tặc Spay. Không có người phát hiện, râu trắng lúc này chăm chú nhìn chầm chầm báo chí, chuẩn xác mà nói là nhìn chầm chầm trên báo chí Acer. PS, kẹp văn, một chương này viết ta khó chịu. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 32 Ngư nhân đảo, gian lo lắng. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Đối với hải quân, còn có cái khác hết thảy, Noel bọn người cũng không biết được, bởi vì bọn hắn chính hướng phía ngư nhân đảo phương hướng tiến lên. Trên đường đi cũng là phi thường mạo hiểm, gặp được không ít phiền phức, đặc biệt là thời tiết, còn có đột nhiên toát ra hải lưu. Thật xinh đẹp. Bepo trừng to mắt nhìn xem chung quanh bơi qua các loại con cá. Năm ngày, bọn hắn rời đi xa bao quần đảo đã năm ngày. Bepo, còn có bao lâu thời gian mới có thể đến đạt ngư nhân đảo? Eno dơ to lớn tạ tay, đầu đầy mồ hôi, sau đó trầm giọng mở miệng. Xa bao quần đảo đánh một trận xong, Eno biết mình không đủ, liền tiến hành liều mạng huấn luyện. Thể phách, Haki, đây chính là hắn trước mắt khuyết điểm. Nghe được Eno... Bê-pô thân thể dừng lại, vừa vừa mới chuẩn bị nói chuyện, toàn bộ thuyền liền là nhoáng một cái. Đạp đạp. Đến rồi sao, ngư nhân đảo. Ghe nốt nhàn nhạt nhìn phía xa kia hòn đảo, trên mặt cũng là lộ ra ý cười. Đây chính là ngư nhân đảo sao, dưới biển sâu hòn đảo, lo chấn kinh nhìn trước mắt hết thảy, mặc dù biết ngư nhân đảo ngay tại dưới biển sâu, nhưng là, tận mắt nhìn đến, vẫn là cảm giác được trung động trên thuyền màng cùng ngư nhân đảo của màng vòng bảo hộ đụng vào nhau, sau đó trực tiếp chui đi qua. Thân tàu thật nhanh hạ xuống, sau đó trực tiếp nện ở trên biển, chung quanh, khắp nơi đều là kiến trúc, còn có đi lại ngư nhân. Thuyền trưởng Mỹ nhân ngư Bepo mắt trợn tròn, chỉ vào cách đó không xa chính đang chơi đùa Mỹ nhân ngư. Đi thôi. Nhìn xem Bepo biểu lộ, Noel bất đắc dĩ lắc đầu, trong đầu hiện ra một bộ kỳ quái hình tượng, một con gấu một con mỹ nhân ngư là bọn hắn là noel băng hải tặc lúc này có một cái ngư nhân nhìn xem trên thuyền cờ xí còn có xuống đất noel bọn người sau đó phát ra tiếng kinh hô cái gì là noel băng hải tặc cái kia giết thiên long nhân đánh bại hai vị hải quân đại tướng đại hải tặc từng đạo tiếng kinh hô truyền ra tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem noel bọn người sẽ không sai thật là noel băng hải tặc người một cái ngư nhân nhìn lấy tờ báo trong tay lại nhìn một chút xa xa noel bọn người sau đó gật gật đầu nhìn xem chung quanh ngư nhân kia ánh mắt kính sợ còn có kia tiếng nghị luận noel không khỏi ít xô mười phút sau thuyền trưởng xem ra hải quân đem chúng ta đặt ở sóng gió trên miệng lo sắc mặt nghiêm túc nhìn xem báo chí toàn bộ biến cả chỉ có bốn vị hoàng giả hiện tại hải quân lại nói noel băng hải tặc có có thể trở thành vị thứ năm lo đã có thể nghĩ đến một khi bọn hắn bước vào tân thế giới sẽ nên đón cái gì ngũ hoàng a à. noel hai mắt hiện lên một vòng tinh quang hải quân ý tứ hắn cũng có thể đoán được nhưng lại không quan tâm muốn để tân thế giới hải tặc đối phó bọn hắn cái này vừa vặn ngoại trừ tứ hoàng bên ngoài bọn hắn không sợ bất luận kẻ nào bất quá Lần này hải quân thật đúng là hung ác, thế mà đem bọn hắn treo thưởng đề cao nhiều như vậy, thậm chí ngay cả lo, Bepo hai người đều bị treo thưởng. Eno bọn người nhìn lấy tờ báo trong tay, thần sắc đều là khác nhau. Noel, tiền treo thưởng. 780 triệu berry. Eno, tiền treo thưởng. 670 triệu berry. Genos, tiền treo thưởng. 580 triệu berry. Maggi Tataru, tiền treo thưởng 560 triệu berry. Trafalgar Law, tiền treo thưởng 130 triệu berry, Bepo, tiền treo thưởng 80 triệu berry. Liền chỉ dựa vào cái này tiền treo thưởng, liền có thể khiến người tâm động, mấy người bọn họ cộng lại đều không khác mấy có 3 tỷ berry. Thuyền trưởng, thế mà hải quân cố ý nâng lên chúng ta, ta cảm thấy chúng ta cũng không cần khách khí. Maggi Tataru nhẹ giọng ít xô. Không sai, ngũ hoàng. Eno nắm chặt nắm đấm, thần sắc hưng phấn gật đầu. Đã trải qua nhiều như vậy, hắn đã biết hoàng giả đại biểu cho có ý tứ gì, ngũ hoàng, cái này xưng hào. Chờ một chút đi. Nhìn xem hai người biểu lộ, Noel cũng là ít xô, chỉ bằng bọn hắn thực lực bây giờ, muốn nói trở thành ngũ hoàng, là phi thường hô lao. Mà một bên khác, ngư nhân đảo hoàng cung phương hướng quốc vương. Neptune cũng biết Noel đám người đi tới ngư nhân đảo. Noel băng hải tặc, kia đám lũ điên, chúng ta ngư nhân đảo căn bản là không thể trêu vào, hy vọng bọn họ nhanh lên rời đi, thừa tướng cười khổ nhìn Neptune. Nghe được thừa tướng, Neptune trầm giọng nói, ngư nhân đảo treo râu trắng cờ xí, chắc hẳn bọn hắn cũng không dám làm loạn. Bệ hạ, không nên khinh thường, một bên gian sắc mặt hiện đầy ngưng trọng. Giang Neptune nghi hoặc nhìn Giang, không biết hắn có ý tứ gì. Ngay cả Thiên Long Nhân cũng dám vết, lão cha danh hào, nói không chừng Noel Băng Hải tặc người sẽ không để ý. Giang thở một hơi thật dài, sau đó nói ra mình lo lắng. Trước sạch tên Kim Âm Dương Thiên Thượng Kim, vết Thiên Long Nhân, đủ loại này biểu hiện đều thuyết minh Noel Băng Hải tặc người không kiên kỵ. Ngay cả chính phủ thế giới còn không sợ, Giang nhưng không cảm thấy Noel bọn người sẽ e ngại râu trắng. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Nghe được Giang, nếp tuôn trong lòng không khỏi run lên. Hiện tại, hy vọng bọn họ không nên nháo ra những chuyện khác. Giang bất đắc dĩ mở miệng. Hiện tại hắn chỉ hy vọng Noel bọn người, không nên nháo ra sự tình khác, cũng hy vọng, râu trắng có thể chấn trụ Noel bọn người, không phải vậy, ngư nhân đảo liền phiền toái. Có thể đánh bại Akainu, Kiyaru hai người, thực lực như vậy, căn bản cũng không phải là ngư nhân đảo có thể ứng phó. Nép gật gật đầu, sau đó rất nhanh liền đem mệnh lệnh truyền xuống dưới, mà bản thân hắn thì chuẩn bị đi nghênh đón Noel bọn người. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 33 Hỏng bét, chuyện xấu, cầu lai. Like. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Ngư nhân đảo Hoàng Cung, Neptune đều là mang theo ý cười nhìn xem Noel bọn người, nhưng trong lòng thì vô cùng thấp thỏm người này liền là thất vũ hải a enno thì nhàn nhạt nhìn xem giang hiện tại hắn đã không giống scipio như vậy vô tri đối với biến cả các thế lực lớn mặc dù không thể nói rõ như lòng bàn tay nhưng là cũng đều là tin tường. thất vũ hải dạng này thế lực lớn mà lại trong đó bảy người enno đều là nhìn qua tin tức giang cũng không lộ ra dấu vết đánh giá noel bọn người đồng dạng đối với Noel bọn người hắn cũng là phi thường tò mò. Cướp sạch, tên âm dương thiên thượng kim, dết thiên long nhân, đánh bại hải quân đại tướng, đủ loại này mặt ngoài, Noel đám người đã không thể dùng người mới đến khái quát. Tuổi trẻ, đây là gian ý nghĩ đầu tiên, bởi vì Noel bọn người thực sự quá trẻ tuổi. Tiềm lực, tuổi trẻ liền đại biểu cho vô hạn tiềm lực, nói không chừng, Noel thật là có nhưng có thể vấn đỉnh ngũ hoàng tồn tại. Noel thuyền trưởng, hoan nghênh các ngươi đi vào ngư nhân đảo, nét tung nhìn một chút gian, trong lòng thoáng nhất định, sau đó cao giọng ít xô. Ngư nhân đảo mấy vị đại thần cũng là gật gật đầu, sau đó nhanh chóng phân phó binh sĩ chuẩn bị tiệc rượu. Phong phú bữa tối, Eno mấy người cũng không có khách khí, mà Noel trong lòng thì nghĩ, có phải hay không hẳn là chiêu một cái đầu bếp. Giang, không biết, có hứng thú hay không, gia nhập chúng ta, trở thành đội trưởng một trong. Để ly rượu trong tay xuống, Noel đột nhiên ít xô, thanh âm chậm rãi truyền ra. Vừa mới nói xong, toàn bộ cung điện bầu không khí liền là một tịch, Eno mấy người cũng nhao nhao hướng phía Giang nhìn lại. Mà Giang biểu lộ cũng là cứng đờ, đối đầu Noel kia ánh mắt thâm thúy, cho mày cùng một chỗ. Cảm nhận được bầu không khí trở nên quái dị, Neptune mở miệng cười, Noel thuyền trưởng, Giang là thất vũ hải, là không thể gia nhập cái khác băng hải tặc. Không tệ, lão phu tha thứ khó tòng mệnh, Noel thuyền trưởng vẫn là không nên làm khó lão phu gian thở một hơi thật dài, sau đó gật gật đầu. Hiện tại Noel bọn người là hải quân, chính phủ thế giới cái đinh trong mắt. Mà hắn thì thân là thất vũ hải, nếu như gia nhập Noel đám người lời nói, như vậy ngư nhân đảo kết cục, không cần nghĩ cũng biết. Hắn sở dĩ trở thành thất vũ hải, cũng là bởi vì ngư nhân đảo nguyên nhân. Nghe được Giang, Noel không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng ít sô. Mà Eno ánh mắt thì là lóe lên, nhếch miệng lên một vòng đường cong, không có hảo ý nhìn xem gian. Bầu không khí trở nên lúng túng, Neptune cùng mấy vị đại thần liếc nhau một cái, vừa vừa mới chuẩn bị nói chuyện, liền thấy Eno chậm rãi đứng lên. Ta nghĩ mở mang kiến thức một chút, thất vũ hải thực lực. Eno thân thể nhẹ nhàng chấn động, ngoạn vị mở miệng. Nhìn xem Eno đứng lên, còn có trên người hắn quay chung quanh hồ quan điện, gian trao mày. Đối với Eno làm hết thảy, Noel ngược lại là không có ngăn cản, bởi vì hắn biết Eno ý tứ, gia hỏa này ngứa tay. Nhưng là, Neptune bọn người ngược lại không cảm thấy như vậy, trong lòng hoàn toàn cảm thấy Noel bọn người liền là kiếm chuyện tình. Có thể. Giang hết lên Noel, sau đó đối mặt Eno, hắn thấy được hưng phấn, trong lòng không khỏi khẽ động. Giang nhìn xem Giang đáp ứng, Neptune không khỏi quýnh lên, sau đó bản năng mở miệng. Noel thuyền trưởng, ngư nhân đảo là râu trắng địa bàn. Hỏng bét. Neptune lời nói vẫn chưa nói xong, Giang sắc mặt liền là biến đổi. Quả nhiên, Giang liền nhìn xem Noel hai mắt hiện lên một vòng lãnh quan, mắt ghi Tataru mấy sắc mặt người cũng là khẽ biến. Chào chu. Enno hóa thành một đạo lôi quan, biến mất tại nguyên địa trong nháy mắt liền xuất hiện tại gian trước người, bí mật mang theo lôi quang nắm đấm trực tiếp đánh ra. Lôi quang đang lóe lên, mặt bàn đồ ăn trực tiếp bị tung bay. Cảm nhận được chính diện truyền đến lực lượng, còn có kia chói mắt lôi điện, giang hai mắt co rụt lại, sau đó phát ra hét lớn một tiếng. Oanh, oanh. Nắm đấm đụng vào nhau, toàn bộ cung điện đều là chấn động, cho bụi rơi xuống. Cái bàn hóa thành vô số nát một phi tung tóe mà ra, mặt đất cũng xuất hiện vô số khe hở. Mà Eno lui về phía sau mấy bước, sắc mặt nghiêm túc, lại mang theo hưng phấn nhìn xem, đồng dạng lui ra phía sau mấy bước gian. Rất mạnh đâu, người cá này rất mạnh. Người này tuyệt đối là, tại hắn gặp phải người bên trong, tuyệt đối là ngoại trừ Akainu, Kiyaru người mạnh nhất, không hổ là thất vũ hải. Tiếp tục. Eno khẽ quát một tiếng, sau đó lại độ bay vút ra ngoài nhìn xem bay sẹt tới Eno, muốn giải thích gian, trên mặt đắng chắc ít sau đó cũng là nghênh đón tiếp lấy. Tiếng va chạm từ cung điện truyền ra, thủ vệ ở bên ngoài binh sĩ, nghe được thanh âm này, cũng đều là thành quần kết đội đều vọt vào. Mà Neptune, nhìn xem đụng vào nhau hai người, sắc mặt cũng biến thành lo lắng, vừa vặn bản năng khiên ra râu trắng thời điểm, hắn liền hối hận. Quốc vương Bên cạnh mấy vị đại thần, lúc này cũng là lo lắng, lo nghĩ nhìn xem Neptune. Mà trong đó một vị đại thần, nhìn một chút trong sân chiến đấu, lại hết lên Noel bọn người, trong tay xuất hiện một con điện thoại trùng, sau đó lặng lẽ lui ra ngoài. Oanh, oanh. Nhìn xem tách ra hai người, Noel chậm rãi đứng lên, sau đó mở miệng cười, ngư nhân đảo, từ hôm nay trở đi, liền là địa bàn của chúng ta. Thanh âm giống như kinh lôi, nghe được Noel, ngư nhân đảo thân thể của mọi người đều là rung lên noel thuyền trưởng neptune lo lắng mở miệng vừa định giải thích liền thấy noel nói tiếp những người khác e ngại râu trắng nhưng là trong đó nhưng cũng không có chúng ta noel nhàn nhạt nhìn xem neptune ánh mắt bén nhọn liếc nhìn toàn trường sau đó nói tiếp có lẽ nói các ngươi cự tuyệt một cổ khí thế kinh khủng từ trên người noel quyển tịch mà ra thân thể tất cả mọi người đều là cứng đờ xông tới binh sĩ hai mắt trừng lớn sau đó giống như lúa mạch ngã xuống. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, giờ khắc này, người nhân đảo đám người, đều có loại cảm giác này. PS, cầu lai, like, cầu tiểu hoa hoa. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 34 Khiêu khích tứ hoàng, râu trắng xuất động. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Nhìn xem giống như lúa mạch ngã xuống binh sĩ, còn có kia cổ chính diện truyền đáng sợ hơn cảm giác áp bách, gian thân thể rung lên. Nhìn xem Noel phía sau kia không gió mà lên quần áo, thân thể của hắn cũng căng cứng cùng một chỗ. Trăm trong vạn người mới có thể có một người có siêu cường năng lực. Hao Su Haki, loại này cảm giác áp bách, hắn tại lão cha trên thân cảm thụ qua, bất quá, râu trắng Haki lại càng khủng bố hơn. Phiền phức, phiền phức muốn tới, Noel nói ra câu nói này thời điểm, liền đại biểu hắn tương đương cùng râu trắng là địch Cái này là một đám tên điên còn không có bước vào tân thế giới liền dám cùng râu trắng đối nghịch Nói ra lựa chọn của các ngươi Noel chậm rãi đi ra mang theo ý cười nhìn xem Neptune Người khác e ngại râu trắng nhưng là Noel lại không sợ mà lại hắn cũng có tính toán của mình Ngư nhân đảo nơi này chiếm cứ rất nhiều ưu thế hơn nữa còn có một điểm rất trọng yếu cái kia chính là ngư nhân đảo bí mật. Mà lại, hắn cũng không phải trong nguyên tắc Luffy, cầm râu trắng ép hắn, nhưng vô dụng. Noel thuyền trưởng Neptune đáng chắc nhìn xem Noel, hiện tại hận không thể vung mình hai bàn tay. Vừa định thu hồi câu nói kia, đã không còn kịp rồi, bản năng khiên ra râu trắng. Cái này căn bản là không cách nào lựa chọn, bởi vì hai bên đều không phải là bọn hắn có thể đắc tội. Noel bọn hắn đắc tội không nổi, băng hải tặc trâu trắng, ngư nhân đảo càng thêm đắc tội không nổi. Đặc biệt là, nếu để cho hai bên tại cái này phát sinh xung đột lời nói, cuối cùng xui xẻo vẫn là ngư nhân đảo. Coi như Noel bọn người không phải là đối thủ của trâu trắng, nhưng là, song phương chiến đấu, tuyệt đối sẽ hủy đi ngư nhân đảo. Tứ Hoàng Thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất Maggie Tataru hai mắt có chút nheo lại. Tên râu trắng, hắn không phải trận đầu nghe nói, đối với thế giới mạnh nhất, hắn cũng phi thường tò mò. Một cái so hải quân đại tướng còn kinh khủng hơn quái vật, thực lực trốt cuộc mạnh cỡ nào. Về phần e ngại, sợ hãi, hắn còn thật không có, phải nói không thể để hắn hại người sợ. Bruce, Bruce. Ngay lúc này, điện thoại trùng thanh âm đột nhiên vang lên, phá vỡ cái này trầm muộn bầu không khí. Nghe được thanh âm này, giang lòng mày không khỏi nhíu một cái, nhìn một chút Noel, sau đó từ trong ngực móc ra một chiếc điện thoại trùng. Lão cha. Nhìn xem đang rung rẩy điện thoại trùng, Giang hai mắt không khỏi trừng một cái. Cô lặp lặp lặp. Giang, nghe nói Noel băng hải tặc mấy cái kia tiểu quỷ, đến ngư nhân đảo. Cởi mở tiếng cười từ điện thoại trùng truyền ra, tại trong cung điện quanh quẩn. Noel lông mày nhẹ nhàng vẫy một cái, râu trắng, lập tức lơ đãng hết lên, lặng lẽ trở về một cái đại thần. Trong nháy mắt, Noel liền đoán được Trâu Trắng vì sao lại nhanh như vậy biết. Giang sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, nhìn xem mặt không thay đổi Noel, sau đó cung kính gật đầu. Hiện tại, muốn chuyện lớn hóa nhỏ đã hoàn toàn vô dụng, lão cha biết chuyện này. Tiếp nhận Giang đưa tới điện thoại trùng, không đợi Noel nói chuyện, liền nghe đến Trâu Trắng thanh âm lại lần nữa truyền ra. Tiểu Quỷ nghe nói ngươi muốn để ngươi nhân đảo phủ lên ngươi cờ xí. Râu trắng thanh âm phi thường bình tĩnh, nhưng là ai cũng có thể nghe được. trong đó ấp ủ Haki. mà lúc này một bên khác, Mobi Dick bên trên, băng hải tặc râu trắng từng cái đội trưởng, còn có thuyền viên, trên mặt đều mang ý cười. Noel đám người danh tự truyền khắp toàn bộ biến cả, bọn hắn cũng không phải trận đầu nghe nói, nhưng là lại không nghĩ rằng Noel vừa vặn đến ngươi nhân đảo thế mà làm ra chuyện như vậy để ngư nhân đảo phủ lên noel băng hải tặc cờ xí cái này đã hoàn toàn là khiêu chiến trâu trắng uy nghiêm không tệ noel bình thản thanh âm truyền đến dô du chờ đội trưởng sắc mặt đều là biến đổi tiểu quỷ không nên quá khoa trương không tệ không nên cảm thấy đánh bại hai vị đại tướng liền vô địch lão cha để chúng ta đi giáo huấn những này không biết sống chết người mới đúng mà trên thuyền thuyền viên trên mặt cũng hiện ra vẻ phẫn nộ, đều nhao nhao mở miệng. Râu trắng không nói gì, nhưng là hai mắt lại là nhíu lại, bất quá, lại cũng không cảm thấy bất ngờ. Mặc dù chưa thấy qua Noel, nhưng là, có được hao su ha kia người, cái kia không phải người tâm cao khí ngạo. Muốn ngươi nhân đảo, có thể, râu trắng, vậy liền để ngươi tự mình tới lấy. Nói xong, không đợi râu trắng nói chuyện, đám người liền nghe đến điện thoại trùng quải điệu thanh âm. Lần này, trên thuyền tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, phách lối, thực sự quá phách lối, vô du đi ra, sau đó trầm giọng mở miệng, lão cha, để để ta đi. Tính ta một người, lão cha uy nghiêm, băng hải tặc trâu trắng không dung khiêu khích, viết cũng chậm rãi đứng ra. Thứ nhất phiên đội đội trưởng, Marco thì không nói gì, mà là lười biến nhìn xem trâu trắng. Noel bọn người có thể từ Akanu, Kizaru hai vị hải quân đại tướng trong tay an toàn rời đi, liền đã đại biểu thực lực của bọn hắn. Chỉ dựa vào du bọn hắn, nghĩ muốn đối phó Noel, đoán chừng quá sức. Làm tứ hoàng, râu trắng dưới trướng từng cái đội trưởng thực lực mặc dù không tệ, nhưng là có thể cùng Akainu bọn người giao phong, còn thật không có bao nhiêu cái. Hắn tính một cái, Yojuu tính một cái, xa miễn cưỡng tính một cái. Cô lặp lặp lặp, có ý tứ tiểu quỷ đối với Noel phách lối, còn có khiêu khích, râu trắng lại không hề tức giận, ngược lại phá lên cười. Cái gì? Nghe được râu trắng, trên thuyền tất cả mọi người là mắt trợn tròn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn. Lão cha tự mình xúc động. Cái này còn là lần đầu tiên, mà Marco thì là ít xô, quả nhiên, lão cha đối Noel rất coi trọng. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đoán được trâu trắng cách làm, cho nên, vẫn luôn không nói gì trên thuyền bên trong, muốn nói hiểu rõ nhất trâu trắng, vậy liền trừ mắt cô ra không còn có thế là ai khác. PS, cầu lai, like, hoa tươi, khiêu khích trâu trắng là có nguyên nhân, chương sau liền sẽ nói minh. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 35 Sen gút. Ta quá khó khăn. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Trong cung điện, yên tĩnh bầu không khí, dù là tiếng tim đập, tiếng hít thở đều có thể rõ ràng có thể nghe. Làm lớn chuyện, cho nên người đều biết, sự tình làm lớn chuyện, gian mặt mũi tràn đầy đều là vẻ khổ sở. Mà Neptune, thì hung ác không được vung mình hai bàn tay, còn có một bàn tay chụp chết cái kia đại thần. Vừa vặn liền biết, cái kia đại thần đem sự tình nói cho băng hải tặc trâu trắng. Tứ hoàng, râu trắng. Eno hai mắt hiện lên một vòng ánh sáng, chỉ là thế giới mạnh nhất cái tên này, liền đầy đủ hấp dẫn người. Lo cũng là bụng mặt, mới vừa tới đến ngư nhân đảo, liền cùng băng hải tặc trâu trắng phát sinh xung đột, thật đúng là đủ làm loạn. Mà Noel lúc này lại không tâm tình để ý tới ý nghĩ của mọi người, não hải đang cùng hệ thống câu thông. Vừa vặn, hệ thống thanh âm đột nhiên trong đầu vang lên. Gói quà, hệ thống vừa vặn thế mà nhắc nhở, lần đầu kích hoạt lên nhiệm vụ, nhiệm vụ ban thưởng liền là gói quà. Nhiệm vụ bảo vệ Noel băng hải tặc ngăn lại râu trắng ban thưởng nhiệm vụ gói quà lớn một cái cho nên vừa vặn hắn mới mở miệng khiêu khích râu trắng gói quà đây là hắn đạt được hệ thống đến nay lần thứ hai gặp gỡ gói quà trận đầu là vừa vặn xuyên qua ban thưởng gói quà lớn không nghĩ tới lần này đánh bậy đánh bạ lại nhìn gói quà gói quà có bao nhiêu tác dụng noel lòng già dạ biết rõ Trước đó mở ra gói quà lớn, liền được dị năng, còn có một trương nhân vật triệu hoán thẻ. Cơ hội như vậy, Noel cũng không muốn từ bỏ, dù là đối đầu râu trắng cũng không ngoại lệ. Bất quá, hiện tại đầu tiên muốn lo lắng chính là muốn như thế nào mới có thể mới có thể ngăn hạ râu trắng. Dù sao, râu trắng thực lực cũng không phải đại tướng có thể so sánh, thế giới mạnh nhất cũng không phải là nói đùa. Nguyên tắc bên trong, cuộc chiến thượng đỉnh bên trong dưới thân thể hàng, còn bị Monster Mosfai đâm một đao. Liền xem như loại tình huống này, còn treo lên đánh Akainu, suy nghĩ một chút đã cảm thấy đáng sợ. Quái vật thể chất, năng lực cường hãn, căn bản cũng không phải là hiện tại bọn hắn có thể chống lại. Hiện tại ngược lại là còn có mấy trăm vạn rút thưởng điểm, muốn hay không thử thời vận. Noel trong lòng đột nhiên động một cái, nghĩ đến mình rút thưởng điểm, bất quá, sau một khắc liền bác bỏ đề nghị của mình. Từ trong hệ thống rời khỏi, Noel ánh mắt rơi vào Neptune trên thân, hai mắt hiện lên một vòng tinh quang. Tử đạo hữu bất tử bần đạo, xem ra, trước mắt chỉ có thể ở ngư nhân đảo trên thân nghĩ cách. Ngư nhân đảo nội tình, so sánh góp cái mấy trăm vạn rút thưởng điểm vẫn là không thành vấn đề. Nhìn xem Noel kia không xấu hảo ý ánh mắt, Neptune thân thể không khỏi rung lên, trong lòng có loại dự cảm xấu. Băng Hải Tặc trâu trắng động, mục đích không rõ ràng tin tức này trong nháy mắt liền truyền ra ngoài. Âm thầm, nhìn chầm chầm râu trắng động tỉnh người, còn thật không ít, tứ hoàng nhất cử nhất động, đều đầy đủ hấp dẫn người. Toàn bộ tân thế giới đại hải tặc đều kinh đến, đều đang suy đoán băng hải tặc trâu trắng muốn làm gì, có phải hay không cùng cái khác ba vị hoàng giả sinh ra va chạm. Cái khác ba vị tứ hoàng cũng đều đang suy đoán, nào đó tòa đảo, tóc đỏ, cai đô, biết mơ mấy người cũng nhau nhau đang suy đoán mà khẩn trương nhất không ai qua được hải quân, bởi vì râu trắng động tác, sen trong nháy mắt liền khẩn trương lên. Hải quân tam đại tướng, bao quát bản bộ tất cả trung tướng đều đủ tập hợp một chỗ. Đáng chết, râu trắng đến cùng chuẩn bị làm cái gì? Sen nhíu chặt lông mày, sau đó trầm giọng hỏi. Trong khoảng thời gian này, hắn nhưng là sức đầu mẹ tráng, chính phủ thế giới, thiên long nhân cho áp lực của hắn, Noel băng hải tặc sự tình vẫn chưa xong, hiện tại râu trắng lại bắt đầu kiếm chuyện. Bởi vì râu trắng động tác, vừa vặn Gorosi liền hỏi thăm, nhưng là, Sengúc cũng là không hiểu ra sao. Nhìn băng hải tặc râu trắng lộ tuyến, hẳn không phải là cái khác ba vị tứ hoàng, một cái bản bộ trung tướng do dự một chút, sau đó mở miệng nói. Sengúc thở một hơi thật dài, sau đó ánh mắt nhìn về phía tơ su. Không phải cái khác ba vị tứ hoàng, căn cứ tân thế giới cơ sở truyền đến tình báo, râu trắng mục đích, hẳn là ngư nhân đảo. Tơ su trừng mắt lên con ngươi, sau đó trầm giọng mở miệng. Ngư nhân đảo. Vừa mới nói xong, mọi người tại đây đều là sững sờ, đối với tơ su, không có ai nghi vấn. Làm hải quân tham mưu, tơ su trí tuệ tất cả mọi người tin tưởng, đã hắn nói là ngư nhân đảo, kia đoán chừng không sai. Ngư nhân đảo. Ngư nhân đảo. Sen gút ngón tay nhẹ nhàng gõ vào mặt bàn, Băng Hải Tặc Trâu trắng không có khả năng vô duyên vô cớ liền rời đi tân thế giới, đến cùng là nguyên nhân gì mới có thể để cho lão gia hỏa kia tiến đến Ngư Nhân Đảo? Hô hố, giống như Noel Băng Hải Tặc hẳn là đến Ngư Nhân Đảo đi. Ngồi ở trên ghế salon Kizaru, đột nhiên mở miệng, một lời bừng tỉnh người trong mộng. Lần này tất cả mọi người hướng phía Kizaru nhìn lại. Ha ha, Trâu trắng tên kia, không phải là muốn thu Noel trở thành nhi tử a? À? một mực đang ăn lấy sen gáp, hai mắt nhất chuyển, sau đó phát ra tiếng cười to. Thật là có khả năng này, dựa theo râu trắng tính tình, Onigumo đồng ý gật đầu. Nghĩ đến râu trắng tính tình, những người khác cũng đều là gật gật đầu. Tất cả mọi người biết, râu trắng có một cái ham mê, liền là ưa thích thu nhi tử. Nếu là như vậy, vậy thì phiền toái, Noel bọn hắn, nếu như dung nhập băng hải tặc râu trắng, đến lúc đó, tầng thế giới cách cục nói không chừng sẽ bị đánh vỡ. Tơ su sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, hai mắt tinh quang không ngừng đang lóe lên, còn lơ đãng hết lên gáp. Đáng chết trâu trắng, đáng chết Noel băng hải tặc. Sen gúc một quyền nện ở trên bàn, nghĩ đến nhớ tới, không nghĩ tới lại là Noel băng hải tặc dở trò quỷ. Quá khó khăn, hiện tại hắn hận không giết được Noel, căn này gậy quấy phân heo, một khắc cũng không thể an phận. Mật thiết chú ý râu trắng động tác, còn có ngư nhân đảo. Coi như nhưng có thể biết trâu trắng ý nghĩ, nhưng là, Sengut cũng không ngăn cản được, hiện tại duy nhất hy vọng chính là, chuyện xấu nhất không muốn phát sinh, còn có Noel băng hải tặc kiên cường một điểm. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 36 Cao cấp trúc thưởng, quỹ đạo Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Một căn phòng bên trong, Noel ông mong đợi tâm tình, lúc này chính mắt không chớp nhìn xem rút thưởng mâm tròn. Hôm nay, từ ngư nhân đảo tay ở bên trong lấy được không ít tài bảo, cuối cùng là tiến tới một ngàn vạn rút thưởng điểm. Không thể không nói, ngư nhân đảo nhiều năm như vậy tích lũy tài phú, vô cùng đáng sợ, nhìn thấy kia đầy gian phòng ánh vàng rực rỡ, Noel lúc ấy đều kém chút hoa mắt. Trong đời lần đầu tiên cao cấp rút thưởng, đốt, rút đến quỹ đạo tinh thông. Kim đồng hồ ngừng chuyển động, hệ thống thanh âm trong đầu vang vọng. Một cổ khổng lồ ký ức tràn vào trong đầu bên trong, Noel cảm giác có chút choáng váng. Mười phút sau, một tia sáng chợt lóe lên, Noel từ từ mở mắt. Quỷ đạo. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, thế mà đạt được năng lực như vậy. Quỷ đạo, nguyên thế giới nào đó bộ anim bên trong năng lực, quỷ đạo, bao gồm hát, còn có kích. Công kích phụ tá, hoàn toàn kết hợp, thao phí một ngàn vạn rút thưởng điểm, rút đến quỹ đạo. Không thể nói tốt, cũng không thể nói xấu. Mà lại bởi vì rút đến quỹ đạo nguyên nhân, hắn thế mà học xong linh áp, một loại đặc thù lực lượng. Vừa vặn kia cổ khổng lồ ký ức, đều là liên quan tới quỹ đạo, Noel cảm giác hắn đã hoàn toàn nắm trong tay quỷ đạo. Oanh, oanh. Một cổ khí thế đáng sợ quyển tịch mà ra, trên mặt bàn một bình thủy tinh, còn có chung quanh trang sức đều nhau nhau vỡ ra. Hao su, linh áp kết hợp. Nhìn xem kia văn khắp nơi pha lê, còn có mảnh gỗ vụn, Noel hai mắt hiện lên một vòng ánh sáng. Vừa vặn hắn đem Haki, linh áp cùng một chỗ phóng thích, hiệu quả có chút kinh người, mà lại, cái này còn không phải hắn toàn lực thi triển. Một khi trở lại trước giải phóng, nhìn xem giao diện ảo tư liệu, còn có kia ít đến thương cảm rút thưởng điểm, Noel cười khổ lắc đầu. Hiện tại, hắn ngược lại là có chút chờ mong, nhiệm vụ gói quà có thể tuôn ra đồ vật. Râu trắng a. À. Noel chậm rãi đứng lên, phủi phủi quần áo, trên mặt lộ ra ý cười. Quỷ đạo tinh thông, không cần trải qua ngôn linh vịnh sướng liền có thể sử dụng quỷ đạo, không vịnh sướng nhưng tiết tiết kiệm thời gian, bất quá sẽ yếu bớt quỷ đạo uy lực. Bất quá ở mức độ rất lớn, cùng linh áp có nhất định quan hệ quy lực lớn nhỏ xem người sử dụng linh lực mạnh yếu mà định ra. Lấy Noel hiện tại linh áp, cũng chính là phổ thông đội trưởng cấp bậc. Oanh, oanh. Ngay lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến ồn ào âm thanh, còn có tiếng oanh minh. Vừa vặn mở cửa lớn ra, liền thấy đi tới Neptune, còn có gian bọn người. Nhìn thấy từ gian phòng đi ra Noel, mấy người cũng là sững sờ, Neptune khóe miệng càng là co lại. Nhìn thấy Noel, Neptune liền nhớ lại hôm nay, tại bảo khố phát sinh hết thảy. Toàn bộ ngư nhân đảo bảo khố, bị Noel cướp sạch một phần ba. Noel thuyền trưởng. Neptune mặc dù đau lòng, nhưng là vẫn cười nhìn xem Noel. Tại bảo không có liền không có, tối thiểu Noel không có làm khó ngư nhân đảo. Hết thảy tất cả, đều còn phải đợi đến băng hải tặc trâu trắng đến đến giải quyết. Chuyện gì xảy ra, Noel hết lên nơi xa đi tới lo bọn người, sau đó cười nhìn xem Neptune. Neptune do dự một chút, lập tức liền đem sự tình nói một lần. Vendor Deck cần A. Nghe được Neptune, Noel nhẹ giọng ít xô, không nghĩ tới, thế mà là sự tình này. Nhìn qua Anim, hắn ngược lại là biết ở trong đó là chuyện gì xảy ra. Lại nói, hắn đến như nhân đảo cũng có thời gian một ngày, là thời điểm gặp một chút Siraho. Genos, đi giải quyết hắn nghĩ đến shiraho bộ dáng noel nhìn một chút ghe nốt sau đó nhẹ giọng mở miệng Ghe nốt gật gật đầu lập tức ngay tại neptune bọn người ánh mắt kinh ngạc bên trong hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía nơi xa lao đi tại neptune dẫn dắt phía dưới noel đám người đi tới một căn phòng nhìn xem trên cửa chính cắm vũ khí neptune nắm đấm không khỏi nắm chặt giang cũng là mắng to đối với vendor cần sự tình hắn cũng là biết đến nhưng là, Vendor Deck cần gia hỏa này quá giảo hoạt, mỗi lần hắn xuất thủ, tên kia liền là chạy trốn. Nhanh, mở cửa. Neptune đè xuống lửa giận trong lòng, sau đó lo lắng đối một bên binh sĩ hô to. Có Noel bọn người ở tại, mà lại Genos nốt cũng xuất thủ, hiện tại hắn cũng không lo lắng Vendor Deck cần. Đại môn mở ra, một cái quái vật khổng lồ ánh vào chúng người nhãn cầu, lo bọn người là mắt trợn tròn cho dù là Enno cũng trợn tròn mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem gian phòng kia cúi đầu quái vật khổng lồ, còn có kia nhếch lên cái đuôi. Noel khóe miệng cũng là co lại, dù là trong nguyên tác biết, Shiraho hình thể. Nhưng là, trong hiện thực nhìn thấy, vẫn là cảm giác được trung động, bởi vì thật sự là quá lớn. Nhóm người mình ở trước mặt nạn, hoàn toàn liền cùng tiểu ải nhân không sai biệt lắm. Shiraho, Shiraho, phụ vương tới. Neptune lo lắng vọt vào. Động, nghe được thanh âm này, Shiraho vội vàng ngẩng đầu, nhìn thấy Neptune, trong nháy mắt liền khóc trống lên. Ô ô ô ô Còn như nước mưa, nước mắt không ngừng vẫy xuống, nhìn xem trong nháy mắt kia bị đánh ẩm ướt mặt đất, còn có ngao ngao khóc lớn Shiraho. Lo bọn người liếc nhau một cái, biểu lộ đều là cứng đờ. Tại Neptune một phen an ủi phía dưới, Shiraho rốt cục định chỉ thúc thích, lập tức ánh mắt cũng rơi vào Noel bọn người trên thân. Hai mắt trừng lớn, Hiếu Kỳ đánh giá Noel bọn người. Mà Noel cũng đang quan sát Siraho, không thể không thừa nhận, Siraho thật rất đẹp. Nhất làm cho người khác sâu ấn tượng liền là cặp mắt kia, vô cùng linh động. Người tốt, Siraho. Noel chậm rãi đứng ra, trên mặt lộ ra cười ôn hòa ý. Ở cái thế giới này, mỹ nữ có không nói, nhưng là, có thể làm cho hắn để ý, chỉ có hai người, bên trong một cái liền là Shiraho. PS Cầu lai, like, hoa tươi, các loại cầu. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 37 Hao su va chạm, rung động. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Sắc trời có chút trắng bệt, nhìn xem một bên ngủ say Shiraho, Noel không khỏi thở phào một hơi. Cả đêm, đây đã là ngày thứ ba, hắn mỗi ngày đều sẽ đến cùng Shiraho nói chuyện phím. Đối với cái này đơn thuần, nhát gan nữ tử, hắn là thật thích, nhìn xem Shiraho kia thân thể khổng lồ. Noel rơi vào trầm tư, trong lòng do dự, chờ về sau nhìn xem có thể hay không được cái gì đồ vật, đem Shiraho hình thể thu nhỏ, sau đó mang hắn ra biển. Đạp đạp. Tiếng bước chân đột nhiên truyền đến, lo lo lắng nhìn xem Noel. Thuyền trưởng, băng hải tặc trâu trắng đến. Vừa mới nói xong, Noel hai mắt liền là nhíu lại, sau đó chậm rãi đứng lên, trên mặt cũng là lộ ra ý cười. Đợi ba ngày, râu trắng cuối cùng đã tới A. À? Tin tức báo chí đã sớm truyền ra, Noel hôm qua cũng nhìn thấy, râu trắng tự thân xuất mã, chạy tới ngư nhân đảo. Đi thôi. Noel nhìn một chút Siraho, sau đó khinh thân nhảy lên, vững vàng rơi trên mặt đất. Ngư nhân đảo quảng trường. Lão cha, còn có tất cả đội trưởng đều đến đông đủ. Nhìn phía xa đi tới đám người, Giang không khỏi hít thật sâu một hơi khí lạnh, mặc dù từ báo chí biết, râu trắng tự mình xuất động. Nhưng là, hiện tại tận mắt thấy lại là một chuyện khác. Đi thôi, hy vọng đợi chút nữa động tĩnh không nên quá lớn. Nép tuôn đối Giang cười khổ một tiếng, sau đó nhanh chóng nên đón tiếp lấy. Hiện tại, hắn chỉ hy vọng đợi chút nữa không nên nháo đến quá lớn, ngư nhân đảo căn bản là chịu không được dày vò. Lão cha. Giang nhanh chóng đi đến trâu trắng trước người, cung kính mở miệng. Đối với trâu trắng, Giang là phi thường tôn kính. Làm bước vào tân thế giới phải qua địa, ngư nhân đảo trước đó nhưng là phi thường hỗn loạn, bởi vì đi ngang qua hải tặc thực sự nhiều lắm. Thăm dò ngư nhân đảo người còn thật không ít, nhưng là, từ khi phủ lên trâu trắng cờ xí, liền không người nào dám ở chỗ này nháo sự. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, hiện tại lại náo ra Noel đám người sự tình. Bất quá, trải qua mấy ngày nữa ở chung, đối với Noel bọn người, Giang ngược lại là có không ít hiểu rõ, cũng không có quá nhiều lo lắng. Giang Noel tiểu quỷ kia đâu? Râu trắng đối nét tuôn gật gật đầu, sau đó cười nhìn xem Giang. Không phải là dọa đến không dám đi ra a? À? Không ít hải tặc đều là phát ra tiếng cười. Tới một bên phản phất không có tỉnh ngủ Marco cô đột nhiên mở miệng, hai mắt chăm chú nhìn chầm chầm nơi xa. Vừa mới nói xong, vô du mấy người cũng thuận Marco cô ánh mắt nhìn, lập tức cũng nhìn thấy chậm rãi đi tới Noel bọn người. Tiểu quỷ này. Nhìn xem đi ở phía trước, mang theo ý cười Noel, râu trắng hai mắt khẽ hít một cái. Tự tin, thông dong, tiểu quỷ này, thật đúng là không đơn giản. Băng hải tạc trâu trắng người đều chăm chú nhìn chằm chằm Noel bọn người, dành chấn biến cả người mới ra biển đến nay, treo thưởng đánh phá kỷ lục. Si, thử, thật đúng là đáng sợ. Enno hưng phấn nhìn xem trâu trắng bọn người, rất mạnh. Magia Tataru trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào trâu trắng. Dù là không có xuất thủ, nhưng là hắn cũng có thể cảm giác được trâu trắng cường đại, khí phách thể hiện cảm nhận được cái này kinh khủng bầu không khí, Neptune không kìm hãm được nuốt dưới nước bọt, thân thể cũng căng cứng. Kẹp ở trong hai cái ở giữa, hắn cảm giác được sợ hãi, không khí này thực sự quá bị đè nén. Cô lặp lặp lặp, hiện tại tiểu quỷ, thật đúng là phách lối. Trong tay đại đao chặt trên mặt đất, một vết nứt lan tràn ra, râu trắng cười nhìn xem Noel. Sau một khắc, một cổ khí thế kinh khủng quyển tịch mà ra, mặt đất cho bụi trực tiếp nhấc lên. Oanh, oanh. cảm nhận được cái này của khí thế kinh khủng enno thân thể cứng đờ sắc mặt trở nên ngưng trọng lên cái này của haki cái này của haki sao thuyền trưởng còn kinh khủng hơn lo thân thể run rẩy hai mắt trừng lớn rung động nhìn xem râu trắng đây chính là thế giới mạnh nhất tại cái này haki ảnh hưởng phía dưới hắn phát hiện có chút không bị khống chế căn bản là khống chế không nổi đang phát run này này thật đúng là kinh khủng. Lại có thể tiếp nhận lão cha Haki mà băng hải tặc trâu trắng đám người, lúc này cũng kinh ngạc nhìn Noel bọn người. Có thể đánh bại Akainu, Kiyaru, có thể thừa nhận được lão cha Haki, cái này không có chút nào kỳ quái, Marco cười lắc đầu. Đối với điểm này, hắn không có cảm giác đến ngoài ý muốn, bất quá, để hắn kinh ngạc chính là Noel, tiểu quỷ này giống như một chút cũng chưa lấy được ảnh hưởng. So sánh cái khác thuyền viên giật mình, băng hải tặc trâu trắng đội trưởng ngược lại là không có cảm giác đến ngoài ý muốn. Nếu như ngay cả lão cha Haki đều không chịu nổi, Noel mấy người cũng không có khả năng đánh bại hải quân hai vị đại tướng. Râu trắng, cái này chính là của ngươi ra oai phủ đầu A. À. Noel nhẹ giọng ít xô, sau một khắc, chân trái đột nhiên đạp mạnh. Một cổ khí thế kinh khủng quyển tịch mà ra, Haki, Linh áp kết hợp. Oanh, oanh. Hai cổ Haki đối đụng nhau, giữa không trung, vang lên quỷ dị tiếng oanh minh. Tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, lấy hai người làm trung tâm, mặt đất xuất hiện vô số vết trách, kình phong quyển tịch mà ra. Quái vật! Cũng sớm đã thối lui đến xa xa giang, lúc này khiếp sợ nhìn xem Noel. Nhìn dưới mặt đất lan tràn ra vết trách, mắt cô chợ đội trưởng cũng là khiếp sợ nhìn xem Noel. Này này, đây là đùa dẫn đi. Thác không thể tưởng tượng nổi mở miệng gia hỏa này. Vô Du cũng sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Noel, trong lòng cũng phi thường chấn kinh. Tiểu quỷ này, cùng lão cha Haki đối bính, thế mà không rơi vào thế hạ phong, cái này sao có thể? Không biết qua bao lâu, phong bạo đình chỉ, không có người nói chuyện. Chao Chu. Tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Noel thân ảnh đột nhiên lóe lên, trong nháy mắt liền biến mất tại nguyên địa. Nhìn xem Noel động tác, râu trắng hai mắt nhíu lại, tiếng cười chậm rãi truyền ra, phách lối tiểu quỷ. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 38 Noel vs. Marco Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Bang, Ken Hỏa hoa văn khắp nơi, sương mù chậm rãi dâng lên, khí lãng quyển tịch mà ra, Marco, Enno bọn người nhìn chồng chọc vào trong sương khói. Sương mù chậm rãi tán đi, băng hải tặc trâu trắng người đều mắt trợn tròn. Này này, đùa dẫn đi. Sáu phiên đội đội trưởng. Blamenco khiếp sợ nhìn xem Noel. Những người khác cũng cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn nhìn thấy cái gì, Noel thế mà chủ động xuất thủ, hơn nữa còn đỡ được lão cha một đao. Noel một tay cầm đao, râu trắng đồng dạng cũng là một tay cầm đao, hai người trên mặt đều mang ý cười. Mà hai người đứng mặt đất, hoàn toàn đã nứt ra. Tiểu quỷ, gánh vác lão phu danh hào, thế nào? Râu trắng cười nhìn xem Noel, hai mắt hiện lên vẻ hân thưởng. Noel thực lực, so hắn tưởng tượng còn mạnh hơn, trọng yếu nhất hay là hắn khí phách. Ở trước mặt mình, thế mà còn dám xuất động xuất thủ, dạng này người mới hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Không thể không thừa nhận, râu trắng tâm động, mà lại hắn cũng có ý nghĩ của mình băng hải tặc trâu trắng mặc dù là tứ hoàng, trên thuyền từng cái đội trưởng thực lực cũng không tệ, nhưng là, hắn nghĩ tới lại là càng nhiều. Không có người rõ ràng hơn hiện tại thân thể của hắn, ám thương, còn có bởi vì tuổi tác nguyên nhân, dẫn đến chiến lực hạ xuống. Cuối cùng có một ngày hắn biết về già đi, mà toàn bộ băng hải tặc trâu trắng, có thể chọn đại kỳ nhưng không có, Marco cô vẫn là chênh lệch như vậy một chút. Ta nhưng không có làm người khác thuyền viên thói quen, mà lại, người có thực lực này. Nghe được trâu trắng, Noel sững sờ, lập tức cũng là nhẹ giọng xô. Ánh mắt hai người đang nhìn nhau, sau một khắc, hai người đều không hẹn mà cùng xô, vũ khí trong tay chấn động, nâng lên, lại lần nữa đối đụng nhau. Bang, ken. Hai đao đối đụng nhau, Noel chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng, một chân chạm trên mặt đất một cái, thân thể hướng phía đằng sau vọc lên, rơi trên mặt đất ai nhìn vẻ mặt ý cười râu trắng sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên lực lượng này thật đúng là kinh khủng mà lại đây là râu trắng tùy ý nhất đao đây chính là thế giới lực lượng mạnh nhất a eno lúc này cũng không còn hưng phấn cũng là sắc mặt nghiêm túc nhìn xem râu trắng ai đều có thể nhìn ra được râu trắng bày ra cường đại quái vật đây là ghe nốt đối râu trắng đánh giá tiểu quỷ cho ngươi một cái cơ hội, râu trắng đại đao cắm vào mặt đất, sau lưng áo khoác chấn động. Cơ hội gì? Noel trường đao trong tay vung lên, cười hỏi. Đánh bại Marco, ngươi nhân đảo về ngươi, râu trắng ánh mắt sưng tấy nhìn xem Noel. Vừa mới nói xong, tất cả mọi người là sững sờ, Marco hai mắt lại là nhíu lại, chăm chú nhìn chầm chầm Noel, hắn ngược lại là đoán được râu trắng ý nghĩ. Nếu như thất bại, như vậy thì gánh vác lão phu danh hào râu trắng tiếp tục mở miệng. Noel thân thể dừng lại, hết lên Marco, kinh ngạc nhìn râu trắng. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, râu trắng thế mà đưa ra yêu cầu như vậy, hiện tại hắn nghĩ thì là nhiệm vụ, nhiệm vụ yêu cầu là ngăn lại râu trắng. Có thể. Đạt được hệ thống trả lời, Noel nhẹ giọng ít xô, ánh mắt rơi vào Marco trên thân. Marco, cố lên, cũng không nên thua đội trưởng, giáo huấn một chút tiểu quỷ kia. Hết lên Noel, Du Du sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Marco, sau đó lên tiếng nhắc nhở, không nên khinh thường, tiểu quỷ kia rất mạnh. Ừm. Marco gật gật đầu, sau đó chậm rãi đi ra. Đối với Noel, hắn đương nhiên không dám khinh thường, cũng không dám xem nhẹ. Không nghĩ tới, thì ra là như vậy. Ngư nhân đảo tất cả mọi người mắt trợn tròn. Bọn hắn nghĩ đến sự tình phát triển, nghĩ đến rất nhiều loại khả năng, nhưng là, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển đến nước này. Nhìn xem đi ra Marco, râu trắng nhẹ giọng ít xô, mặc dù Noel tiểu quỷ kia thực lực không yếu, nhưng là đối với Marco, hắn cũng là vô cùng tin tưởng. Nhất phiên đội đội trưởng A, Maggi Tataru chăm chú nhìn chầm chầm Marco. Làm tứ hoàng nhất phiên đội đội trưởng, Marco thực lực không cần nói, đồng dạng, đối với Noel, hắn cũng vô cùng tin tưởng. Tất cả mọi người lui ra phía sau, trên trận, Marco, Noel hai người đang nhìn nhau. Lão cha mệnh lệnh, không có cách nào, Marco cười hiếp mắt nhìn xem Noel. Vừa mới nói xong, Noel đơn chân vừa đạp, cả người giống như báo săn bạo bắn ra ngoài. Nhìn xem Noel thân ảnh, Marco thân thể chấn động, trên thân các nơi toát ra ngọn lửa màu lâm nhạt. Oanh, oanh hai người trên không trung gặp nhau, sau đó đối oanh cùng một chỗ, nhìn xem Marco trên tay ngọn lửa kia, Noel không khỏi ít xô, trường đau trong tay chấn động. Lực lượng đột nhiên biến nặng, Marco hai mắt nhíu lại, chăm chú nhìn chầm chầm Noel. Chào chu. Trong nháy mắt, tại Eno bọn người giật mình trong ánh mắt, Marco phía sau đột nhiên mở ra một hai cánh. Hai cánh chấp động, từng cây màu lam nhạt lông vũ hình dạng hỏa diễm oanh bắn mà ra nhìn xem bạo bắn tới mưa tên, Noel phải tay cầm đao, sau đó tay trái vươn ra. H-58 Điền Lam, oanh, oanh. Sau một khắc, một đạo kinh khủng gió lốc từ trong tay oanh ra, trực tiếp cùng kia vô số mũi tên đụng vào nhau. Tiếng nổ, tiếng oanh minh trên không trung vang lên. Nhìn xem bị oanh tán mũi tên, còn có kia quyển tịch tới gió lốc, mát cô sau lưng cánh kích động, thân thể hướng bên trái lóe lên. Giữ vững thân thể về sau, nhìn xem cứ như vậy bình tĩnh lơ lửng giữa không trung Noel, Marco kinh nghi bất định nhìn xem hắn. Gia hỏa này đến cùng là cái gì trái cây, vừa vặn kia trọng lực, lại sử dụng gió lốc, hiện tại càng là có thể đứng ở không trung. Đông dạng, phía dưới băng hải tặc trâu trắng người cũng đều giật mình nhìn xem Noel. Xem ra, thuyền trưởng lại mạnh lên nữa nha, Maggi Tataru cười nhìn xem không trung hai người. Enno mấy người cũng là gật gật đầu, đích thật là mạnh lên, tối thiểu, trước đó Noel trước đó không có thi triển qua năng lực như vậy. Tiểu quỷ này. Râu trắng nhìn chầm chầm Noel, trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm xấu. PS, cầu lai, like, hoa tươi. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 39 H90 Kurostu Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Bang, bang, keng hai thân ảnh không ngừng trên không trung va chạm, tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt, băng hải tặc trâu trắng người đều mắt trợn tròn. Từng cái đội trưởng sắc mặt đều phi thường ngưng trọng, bởi vì Marco thế mà rơi vào hà phong, không ổn a, à, tiếp tục như vậy, Marco lạc bại, chỉ là chuyện sớm hay muộn, tiểu quỷ này đến cùng ăn cái gì trái cây? Lôi điện, hỏa diễm, còn có gió lốc. Vista không thể tưởng tượng nổi nhìn xem không trung Noel. Noel bày ra thủ đoạn, thật sự là nhiều màu đa dạng, căn bản là khó lòng phòng bị. Giữa không trung, hai người tách ra, Marco thở hổn hển, sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Noel, trong lòng cũng tại chửi ầm lên. Hắn cũng muốn biết, Noel đến cùng ăn cái gì trái cây. Thật khó dây dưa, mà lại cũng quá quỷ dị, nếu như không là bởi vì chính mình trái cây nguyên nhân, hiện tại sợ đã sớm bị thua. Hắn là hệ doan mythicang doan trái tori tori no mi moden. Phoenix năng lực giả. Đặc tính, phục sinh thanh viêm vây quanh sau đó trùng sinh, làm công kích vô hiệu hóa, bất quá tái sinh cũng có hạn độ, cũng không phải là tuyệt đối sẽ không thụ thương. Chao chu. Người đang nhìn kia, Marco. Thân ảnh lóe lên, Noel xuất hiện tại Marco trước người, nắm đấm bị Haki bao trùm, sau đó trực tiếp đập ra ngoài. Nghe được bên tai truyền đến thanh âm, Marco hai mắt không khỏi co rụt lại, hai tay khoanh cản trước người oanh, oanh. Một cỗ lực lượng kinh khủng nền ở hai tay, thanh viêm văng khắp nơi, Marco cô giống như như đạn pháo, cả người bị đánh xuống. Mặt đất chấn động, tùy thời văng khắp nơi, sương mù chậm chậm dâng lên. Marco cô. Nhìn xem sương mù chỗ, băng hải tạc trâu trắng người thất thần, sau đó nghẹn ngào hô to. Sương mù chậm rãi tán đi, Marco cô từ dưới đất bò dậy, còn chưa kịp phản ứng, lại lần nữa nghe được bên tai truyền đến thanh âm. Ba cút sáu mươi mốt, cơ, Noel không biết lúc nào đã xuất hiện tại hắn đỉnh đầu, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, từng đạo kim quang hiện lên. Marco thân thể dừng lại, cút quang phiến khóa ở trên người hắn, động đậy không được. Nhìn xem trên người cút quang phiến, Marco hai mắt trừng lớn. Hát chín mươi Nhìn xem không thể động đậy Marco, Noel không khỏi ít số ngón tay lại lần nữa một điểm, rõ ràng thanh âm truyền vào trong tai của mọi người. Oanh, oanh. Tự như màu đen quan tài, trực tiếp đem Marco cho bao phủ. Tràng diện cực độ rung động, lập tức, vô số trường kiếm màu đen trực tiếp cắm vào Kurostu bên trong. Thấy cảnh này, tất cả mọi người trợn tròn mắt, râu trắng nhìn cách đó không xa đứng vững Kurostu hai mắt không khỏi co rụt lại. Một phút sau, Kurostu tán đi, Marco quỳ một gối xuống địa, thở hổn hỉnh, mà trên thân thì xuất hiện số đạo vết thương, máu tươi nhỏ rơi trên mặt đất. Ngẩng đầu, nhìn cách đó không xa Noel, trên mặt lộ ra vẻ khổ sở. Bại, vừa vặn hắn thế mà cảm thấy tử vong, thanh viêm đều căn bản không kịp khôi phục. Trong khoảnh khắc đó, hắn bị vô số lần công kích. Mặc dù hắn bây giờ còn có tái chiến năng lực, nhưng là coi như tiếp tục nữa, đoán chừng cũng không phải là đối thủ của Noel bại a. Nhìn xem quỳ một chân trên đất Marco, vô dù đắng chát mở miệng. Những người khác không nói gì, nhưng là đều cảm giác được trung động. Làm băng hải tặc trâu trắng nhất phiên đội đội trưởng, thế mà bị thua. Thuyền trưởng, càng ngày càng đáng sợ, Eno lúc này cũng khiếp sợ nhìn xem Noel bóng lưng. Tại Scipia thời điểm, Noel thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng là tuyệt đối không biết tại khủng bố như vậy. Lúc trước dù là mạnh hơn hắn, nhưng là, nguyên nhân rất lớn, cũng là bởi vì chính mình sẽ không haki. Mạnh đến mức cũng có hạn độ, hiện tại. Marco cô bại, như vậy nói cách khác. Nét tuôn mắt trợn tròn. Giang đắng chắc gật đầu, Marco cô bại, cũng chính là ngư nhân đảo muốn phủ lên Noel băng hải tặc cờ xí. Kết quả như vậy, hắn thật không nghĩ tới, râu trắng tính cách hắn biết là sẽ không đổi ý. Cũng không biết, kết quả như vậy đến cùng là tốt là xấu. Nhìn một chút Noel, Marco từ dưới đất đứng lên, sau đó đi đến râu trắng trước người, lão cha, thật xin lỗi. Bởi vì chính mình lạc bại, lần này, không chỉ là ném đi ngư nhân đảo vấn đề, càng quan trọng hơn là, còn rơi xuống lão cha mặt mũi, băng hải tặc trâu trắng mặt mũi. Cô lặp lặp lặp, về sau trở nên càng mạnh là được, râu trắng ngược lại là không có để ý, mà là vỗ vỗ Marco cô bả vai. Sau khi nói xong, râu trắng ánh mắt rơi vào Noel trên thân. Noel cũng cười nhìn xem râu trắng, chớ nhìn hắn rất nhẹ nhàng, vừa vặn chiến đấu, kỳ thật tiêu hao 70% linh áp. Mà lại, có thể nhanh như vậy đánh bại Marco, còn có mấy cái nguyên nhân. Thứ nhất, là bởi vì Marco không hiểu rõ năng lực của hắn, thứ hai, liền là hắn hiểu rất rõ Marco. Râu trắng, hiện tại ngư nhân đảo, có phải hay không thuộc về ta? Noel thở một hơi thật dài, sau đó mở miệng cười. Nghe được Noel, băng hải tặc râu trắng người miệng Kakuzu là co lại. Nhìn xem cái kia khuôn mặt tươi cười, hận không thể một bàn tay. Lão phu cũng sẽ không nuốt lời, tiểu quỷ, râu trắng hừ lạnh một tiếng, tức giận nhìn xem Noel, nhưng là hai mắt lại hiện lên vẻ hân thưởng. Thất bại liền là thất bại, bất quá, lần này khá là đáng tiếc, đối với Noel, thật sự là hắn rất xem trọng. Đốt nhiệm vụ hoàn thành, đốt, nhiệm vụ ban thưởng, gói quà đã cấp cho. Râu trắng giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, hệ thống thanh âm liền trong đầu vang lên. Nghe được hệ thống truyền đến thanh âm, Noel thân thể dừng lại, trong lòng cũng là thở dài một hơi, rốt cục hoàn toàn, trong đời cái thứ hai gói quà, cuối cùng cũng đến tay. Còn tốt, râu trắng đưa ra yêu cầu này, nếu như là bản thân hắn xuất thủ, kia hoàn thành nhiệm vụ hy vọng, thật đúng là không lớn bằng thực lực của hắn bây giờ thật đúng là không phải là đối thủ của trâu trắng ps cầu lai hoa tươi tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả